là nhóm ngành có bề dày đào tạo và sở hữu nhiều ưu điểm. Nhóm ngành kinh doanh quản lý tại UF luôn thu hút sự quan tâm tìm hiểu của thí sinh phụ huynh. Đây cũng là nhóm ngành đứng đầu lượng hồ sơ đăng ký vào UF qua các năm. Nhóm ngành này tại UF gồm các ngành quản trị kinh doanh quốc tế, kinh doanh thương mại, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, quản trị nhân lực, bất động sản. Năm 2021, UF tuyển sinh các ngành trên theo 4 phương thức: xét điểm thi trung học phổ thông, xét kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, xét học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn và xét học bạ 5 học kỳ. Dạ, em tên là Anh Hưng, em học trường Đại học phổ thông Tây Lam An. Theo em được biết thì nhóm ngành kinh doanh quản lý thì bao gồm quản trị kinh doanh, quản trị nhân lực, kinh doanh quốc tế, quản lý chuỗi cung ứng và kinh doanh thương mại. Dạ, theo em được biết thì nhóm ngành kinh doanh quản lý năm nay sẽ được xét tuyển theo nhiều hình thức như là xét điểm điểm thi trung học phổ thông quốc gia, theo kỳ thi đánh giá năng lực và xét học bạ. Với bản thân em thì em sẽ chọn xét học bạ của năm học kỳ. Ngoài ra thì cũng có hình thức đánh giá xét tổ hợp 3 môn. Chào các bạn, mình tên là Phạm Trần Minh Thư, mình đến từ tỉnh Trà Vinh. Lý do mình chọn UF vì đây là cảm thấy đây là một môi trường rất là năng động. Giáo viên thì có lẽ theo như được biết từ các anh chị thì rất là tích cực trong việc giảng dạy. Những việc có thể là môi trường năng động và cái anh chị sinh viên ở trong đây rất là thân thiện. Hai từ mình sẽ nói về tiện lợi. Chị tên là Ngọc Hà, chị đến từ bên quận Gò Vấp. Tại vì là thứ nhất là đã có những anh chị đã đi học ở trong này và cũng có giới thiệu sơ qua về bên mình là thầy cô giáo rồi giảng dạy tận tình. Ngoài ra mình có những cái chuyên môn thích hợp với ngành học của bé. Thứ nhất là về cái cơ sở vật chất ở bên trường mình, chị cũng có tham khảo sơ về ở trên website hoặc là ở trên những cái fanpage thì chị cảm thấy là cơ sở vật chất bên này là khá tốt. Ngoài ra thứ hai là cái điểm của bé nó cũng phù hợp với bên trường mình. Và cái thứ ba nữa là có anh chị giới thiệu về sơ qua về cái đội ngũ giảng viên bên trường mình, thì nên là chị cảm thấy là thích cho bé nó thôi. Dạ, cảm ơn chị ạ.